Kính thưa quý vị, vào thời điểm này thì cả nước chúng ta đang bước vào mùa hè và nhiệt độ nhiều nơi có thể lên đến 40 độ C. Trong điều kiện này thì để tạo được một điều kiện sống ổn định cho gia đình thì bên cạnh những giải pháp chăm sóc sức khỏe, việc tạo lập một không gian sống thoáng mát cũng là điều cần được rất nhiều người quan tâm. Hôm nay chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với ông Phạm Thế Trân, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc công ty NS Bluescope Việt Nam. Và hy vọng rằng qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay, quý vị khán giả sẽ có được một cái nhìn tổng quan về thị trường thép Việt Nam cũng như những giải pháp mà các nhà sản xuất đang hướng đến người tiêu dùng. Xin kính chào ông Trân ạ. Chào Lan Anh. Hiện nay trong bối cảnh người tiêu dùng đang rất là khó khăn trong việc lựa chọn được một sản phẩm thép cho gia đình của mình. Có những lý do ví dụ như là thị trường quá đa dạng cũng như là những sản phẩm có nhiều nguồn gốc xuất xứ và giá cả chênh lệch nhau rất là nhiều. Những điều này có được xem là những cái thử thách mà những nhà kinh doanh đang gặp phải, điển hình như là Bluescope không ạ? Đó là một cái thách thức của trong ngành thép chúng tôi, nhưng mà tôi cũng không nghĩ rằng là đây là một cái thách thức chỉ riêng của ngành thép mà là thách thức chung của tất cả các doanh nghiệp. Khi mà cái nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm không rõ ràng, nếu khi được có rất là nhiều cái giá cả khác nhau trên thị trường cho cùng một cái dòng sản phẩm có vẻ chừng như giống nhau, thì khi người ta không biết được nguồn gốc xuất xứ thì người ta thường thường người ta sẽ chọn cái sản phẩm mà giá rẻ nhất để mà tránh cái thiệt hại về tài chính, lỡ nếu chọn nhầm cái sản phẩm không có đúng chất lượng. Tại sao trong cái bối cảnh đó thì Bluescope lại chọn cái chiến lược là cạnh tranh về chất lượng chứ không phải là cạnh tranh về giá? Khác với lại một viên kẹo, một ly nước ngọt, chất lượng mình có thể biết được liền. Bên thép và các vật liệu xây dựng nói chung thì cái thời gian mà đến khi cái người sử dụng mà biết được là nó không đáp ứng cái nhu cầu mong muốn của họ thì đôi khi nó quá trễ rồi. Một khi mà cái máy tôn mà bị hư thì cũng rất khó để thay một tấm. Một cái khác nữa là đến khi mà nó dột rồi á thì cái cuộc sống của mình chắc chắn là sẽ bị xáo trộn. Đối với chúng tôi nghĩ tới những cái khía cạnh đó, và khi cái chất lượng vẫn là cái quan tâm hàng đầu thì khi người sử dụng sẽ không phải lo về những cái vấn đề đấy. Vậy thì có nghĩa là tôn thép là một loại sản phẩm đặc biệt khi mà chúng ta chỉ có thể kiểm nghiệm được chất lượng qua một thời gian rất là dài sử dụng, và một khi là đã có cái hậu quả thì nó lại gây ảnh hưởng rất lớn đối với người tiêu dùng. Tôi không hề muốn là cái người sử dụng phải nhớ là tôi đã dùng cái gì, tại vì khi họ nhớ có nghĩa là họ đã gặp phải vấn đề. Vậy thì bên cạnh cái thời gian sử dụng lâu bền như ông vừa chia sẻ thì những cái thế mạnh khác mà sản phẩm của Bluescope hiện nay đang sở hữu là gì ạ? Một trong những điều mà Bluescope cũng rất là tâm đắc và khá coi như là cũng hơi tự hào là chúng tôi thường sẽ đưa ra những cái giải pháp mới, những cải tiến mới. Mái tôn thì thường thường đều được nghĩ rằng là nóng hơn mái ngói, thì chuyện đó là đúng. Nhưng mà nếu vậy thì làm sao chúng ta khắc phục được cái đấy? Thì chúng tôi có sản phẩm sắc màu giảm nhiệt. Là cái đặc tính của sản phẩm là để giúp cho giảm cái nhiệt độ của mái tôn xuống tới 5 độ tùy theo màu. Còn bên mảng công nghiệp, độ ẩm trong không khí nó cao thì nó sẽ bám, bụi sẽ bám trên bề mặt của tấm tôn. Chúng tôi có công nghệ để mà sau những cơn mưa nó sẽ làm sạch. Thì đấy là những cái giải pháp mà chúng tôi đưa ra để tạo những cái điểm khác biệt. Và mà khác biệt đó phải khác biệt bám theo cái nhu cầu thiết thực của người sử dụng thì chúng tôi mới có cái lợi thế cạnh tranh đó. Như ông nói thì chúng tôi thực sự là bất ngờ bởi vì sản phẩm ngày nay rất là đa dạng và đem đến những cái giải pháp thiết thực cho người tiêu dùng mà. Và thực ra tôi chỉ mới nói có một vài sản phẩm thôi, chắc là phải mời Lan Anh xuống nhà máy để mà xem tôi có cơ hội để mà tôi chỉ vào cái những cái phòng thí nghiệm tôi phải dùng trước khi mà đưa sản phẩm ra thị trường và những dòng sản phẩm khác nữa chứ. À dạ, xin cảm ơn anh ạ. Chào tạm biệt. Nhà máy này thì danh định là 150.000 tấn. Bây giờ một cái cuộn mà mình thường hay thấy ngoài đường mà người ta chở cái cuộn đi á, cái cuộn to cao gần mặt người cỡ như đây đó, thì trong một cuộn đó là khoảng 5 tấn. Mình sẽ dùng được cho bao nhiêu ngôi nhà? Thì vậy thì có nghĩa là một tấn là mình có thể làm được khoảng từ 3 tới 4 căn nhà. Để thì cái công suất ở đây là năm là khoảng 150.000 tấn. Dạ. Đây là sắc màu phong thủy nè, cái màu sắc này. Màu phong thủy đó, đúng rồi. Hỏa phát đạt, thủy trường tồn, mộc khởi sinh, thổ bình an. Quý vị trong Lan có biết là tất cả mọi một cái cuộn tôn nào và rời nhà máy này là đều có tên có tuổi hết. Dạ. Và đều có một cái mẫu thử nghiệm. Đây
là cái máy để mà đo độ dày của cái lớp sơn, lớp sơn mạ. Đây cái miếng thép này là cái miếng thép mà rất màu phong thủy. Thì đây là cái điểm nhỏ xíu em thấy giống cái đầu kim đó đó. Được phóng đại lên rất là nhiều lần. Thì cái phần trắng này là cái thép nền. Thì nó đo tới cái mép này là cái chỗ độ dày của cái lớp sơn. Nếu như mà có cái không có đạt tiêu chuẩn thì như thế nào? Thì cái cuộn nó sẽ được đưa về làm thứ phẩm cho chấm phẩm. Về cái độ bền của sơn, về cái độ mà khi mà bị đập, va đập này kia thì nó có bong tróc sơn, có nứt sơn hay không? Cái này là khi bị va đập à? Dạ, va đập con dùng cái búa. Dạ. Nó va đập với cái lực 10 joule, 11 joule, 13 joule, 14 joule. Tới cái mức này là bắt đầu bị chảy này. Để cam kết chất lượng của mình là tới cái mức nào đó. Xin cảm ơn ông về một cuộc tham quan nhà máy rất là thú vị vừa rồi. Và tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên bởi vì chỉ là có một cái sản phẩm tô thép lợp dành cho máy thôi mà lại có sự đa dạng về sản phẩm rất là nhiều như vậy. Và lúc nãy thì Lan có được nghe ông giới thiệu cái sản phẩm là rắc màu phong thủy. Dường như là một cái sản phẩm rất là phù hợp với thị trường Việt Nam cũng như là cái tâm lý của người tiêu dùng tại đây. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về sản phẩm này được không ạ? Được. Thật ra tôi cũng rất thích cái sản phẩm này. Cũng rất may là Lan Anh đã hỏi về sản phẩm này tại vì nó xuất phát từ cái điểm là cái nhu cầu làm đẹp cái nhà của mình hơn. Nhưng tôi muốn nói về cái công nghệ G-Tech được áp dụng trên cái bề mặt của cái tôn, áp dụng lên cái lớp sơn thì nó tạo ra một cái bề mặt vân ở trên cái miếng tôn đó. Nó khác hẳn với những cái tôn khác trên thị trường. Cái này thì nó có một cái bề mặt vân, nó tạo ra cái cảm giác mà rất là giống như là cái ngói đất nung hay là ngói xi măng. Từ dưới mình nhìn lên với cái mái nhà đó thì nó chả khác gì là mình đang lợp ngói. Cái lợi ích của nó là khi mình lợp lên cái nhà thì nó làm giảm cái trọng lượng của toàn căn nhà. Tại sao chúng tôi lại gọi nó là cái bộ rắc màu phong thủy? Tâm lý ở châu Á chúng ta là khi mà xây nhà thì bao giờ coi hướng này coi kia chọn ngày. Thì đi kèm theo đấy là cái người nào cũng là một trong năm cái mạng ngũ hành hết. Chúng tôi đều có năm màu ngũ hành. Nó nhưng quen mà thuộc vậy, với cái nếp sống của đúng rồi. Tìm ra tại sao chúng ta lại không đưa nó vào. Những điều ông chia sẻ thì rất là thú vị về sản phẩm của mình. Nhưng mà thực sự thì với cái thị trường như tôi đã nói là quá đa dạng như hiện nay á, thì làm sao chúng ta có thể đưa cái giải pháp tốt đẹp này đến cho khách hàng, cụ thể là tại nhiều miền đất nước của Việt Nam ạ? Có một sản phẩm tốt không chưa đủ mà nó phải được đến tay người tiêu dùng một cách rất là dễ dàng. Thì chúng tôi có một cái xây dựng một cái chuỗi cửa hàng phân phối trải khắp đất nước từ Bắc chí Nam. Hiện giờ chúng tôi có 30 cửa hàng. Tại là khi người mua đến đấy, họ hoàn toàn yên tâm là họ sẽ mua được hàng chính hiệu. Và ở đấy cái đội ngũ được huấn luyện rất là chuyên nghiệp để hướng dẫn về tính năng của sản phẩm. Đến cái chuỗi cửa hàng đấy, người ta mua thì người ta sẽ được phát một cái phiếu bảo hành để lỡ có chuyện gì. Chúng tôi sẽ đối chiếu cái đó và chúng tôi sẽ bảo hành cái máy tôn. Có những buổi hội thảo chuyên đề nho nhỏ cho nhóm thợ, nhóm nhà thầu địa phương để họ có thêm kinh nghiệm. Giống như một cái cộng đồng nhỏ của những khách hàng của Zax. Ở đây thì các cái cuộn thép bán thành phẩm sẽ được đưa vào các cái tang xả cuộn. Sau đó thì cái tang xả cuộn này sẽ xả cái cuộn thép đó ra thành các cái giải thép. Công ty có hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm, nguyên vật liệu đầu vào đều được kiểm tra trước khi nhập kho và trong lúc nhập kho. Sau đó cái giải thép sẽ được đi vào trong phòng sơn. Tại đây thì giải thép được phủ bằng lớp sơn hoàn thiện, độ dày có thể lên từ 12 cho đến 25 micron. Sau đó thì cái lớp sơn đó sẽ được đi qua một cái phòng sấy để bảo đảm là cái sơn mình nó khô và nó liên kết với cái thép nền. Sau khi sấy xong thì mình sẽ được in nhãn ở mặt lưng của thép tôn và cuối cùng thì cuộn lại từ 3 đến 5 tấn trọng lượng, đưa qua bên hệ thống đóng gói và đóng gói và lưu kho để chờ gửi đến khách hàng. Có từ 8 đến 12 tiêu chí kiểm tra thì các cuộn tôn phải đạt được tất cả các tiêu chí đó thì mới được xuất tới khách hàng. Thị trường thép vốn dĩ là đã rất nhiều sự cạnh tranh rồi. Tuy nhiên thì năm 2015 lại là một cái bản lề rất là quan trọng khi nước ta sẽ gia nhập nhiều hơn vào những cái định chế kinh tế toàn cầu. Vậy thì chắc chắn thị trường sắp tới sẽ có nhiều cạnh tranh nữa. Thì ông có nhận định như thế nào về cái thị trường thép trong thời gian sắp tới ạ? Chắc chắn thị trường sẽ cạnh tranh hơn. Tuy nhiên tôi lại thấy đấy là tôi rất hào hứng về cái đấy. Vì cạnh tranh trong doanh nghiệp lúc nào cũng sẽ có cạnh tranh. Mà khi cạnh tranh nó dẫn tới cái điều mà chúng ta nâng chất lượng lên
thì cái người cuối cùng hưởng lợi sẽ là người tiêu dùng. Và khi có những cái thương hiệu nước ngoài mà gia nhập vào thị trường thì đúng là ngành sản xuất trong nước cũng sẽ chật vật hơn đấy. Nhưng mà nó sẽ dẫn tới cái chuyện là chúng ta sẽ cải thiện cái cách mà kinh doanh, đưa nó về cái chất lượng cao hơn. Hay nói một cách khác là cái sức ép này vô tình sẽ thanh lọc được thị trường và tạo ra một cái cuộc đua cạnh tranh công bằng giữa những nhà sản xuất mà có cái tiềm lực và tự tin về cái sản phẩm của mình, đúng không ạ? Và thông qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì bản thân tôi cũng đã có thêm một ít kinh nghiệm cho bản thân mình, cũng như là rất là nhiều kiến thức về thị trường thép vốn là cạnh tranh. Và xin kính chúc ông cũng như là BlueScope sẽ tiếp tục đạt được những thành công trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị, tiếp nối cuộc trò chuyện thú vị vừa rồi, mời quý vị cùng đến với những thông tin kinh tế sau đây. Nam Phi, thị trường đầu tư nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Thách thức và xu hướng phát triển ngành công nghiệp năng lượng gió cho Việt Nam. Doanh nghiệp với những chiêu thức khuyến mại sáng tạo mới lạ. Quý vị, mới đây hội thảo giao lưu thương mại Việt Nam Nam Phi do VCCI tổ chức đã đem đến nhiều cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp Việt Nam vào đất nước Nam Phi, cánh cửa ngõ để tiếp cận thị trường khu vực châu Phi nhiều tiềm năng. Nam Phi hiện đang là nền kinh tế lớn đứng thứ hai của châu Phi với dân số 50,6 triệu người cùng nền chính trị ổn định. Đây cũng là đất nước đứng đầu danh sách các quốc gia có trữ lượng các loại khoáng sản có giá trị như vàng, platinum. Hiện nay Việt Nam và Nam Phi có mối quan hệ kinh tế trị giá 1 tỷ đô la Mỹ với những mặt hàng chủ lực như giày dép, dệt may, máy vi tính, thực phẩm. Theo tôi, Việt Nam có sức phát triển đáng kinh ngạc. Khi nghiên cứu thị trường tại đây để phát triển, chúng tôi nhận thấy cơ chế phân phối xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam rất tiềm năng. Đồng thời chúng tôi còn được tạo nhiều điều kiện để chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, phát triển sản phẩm. Trong hoạt động thu hút đầu tư của mình, Nam Phi hiện đang có chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư đối với các lĩnh vực như thiết bị điện, hàng tiêu dùng, khai thác khoáng sản, công nghiệp xanh. Chính phủ Nam Phi muốn đẩy mạnh kêu gọi đầu tư từ các nước khác để gia tăng giá trị nguồn hàng xuất khẩu, tạo việc làm cho người lao động và giảm khoảng cách giữa các tầng lớp trong xã hội. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, nguồn năng lượng điện gió tại Việt Nam được đánh giá là có tiềm năng đáng kể có thể khai thác bổ sung cho nguồn điện quốc gia. Nhưng thực tế hiện nay, ngành công nghiệp này vẫn chưa phát triển, đang còn ở giai đoạn nghiên cứu ứng dụng. Đó là nhận định được đưa ra tại buổi hội thảo do TUTSUT cùng Hội Điện Gió Bình Thuận tổ chức. Theo giới chuyên môn, hiện nay giá mua điện gió quá thấp là một trong những nhân tố chủ yếu cản trở việc phát triển công nghệ và các dự án điện gió tại Việt Nam. Trong khi đó, ngành công nghiệp này vẫn chưa nhận được sự quan tâm đầu tư đúng mức. Tại thời điểm hiện nay là ở Việt Nam đã có một vài dự án điện gió đã vận hành, nhưng mà ở góc độ đầu tư thì chưa có lợi nhuận, phải có những chính sách về giá cho nó phù hợp. Thì ở góc độ hiệp hội, chúng tôi cũng đã có những cái kiến nghị đến chính phủ, các bộ ngành. Cũng theo các chuyên gia, khi tham gia đầu tư vào ngành năng lượng điện gió, vấn đề cần đặc biệt quan tâm là tác động môi trường của các dự án này. Mọi người nghĩ các dự án như điện gió là dự án về năng lượng tái tạo và sẽ giúp cải thiện môi trường. Tuy nhiên, thực tế khi một dự án điện gió được xây dựng, nó sẽ có những tác động tới môi trường nhất định. Ví dụ như tua bin gió vận hành sẽ làm ô nhiễm tiếng ồn của môi trường xung quanh, ảnh hưởng sóng vô tuyến điện thoại. Buổi hội thảo cũng đã cung cấp những cập nhật mới nhất một số dự án điện gió đang được thi công tại Việt Nam và đồng thời giải quyết phần nào những vấn đề về nguồn đầu tư hợp lý, hạn chế rủi ro tài nguyên xung quanh vấn đề phát triển năng lượng điện gió. Thưa quý vị, khuyến mãi giảm giá đó là cách mà nhiều doanh nghiệp hiện nay đang áp dụng để kích cầu tiêu dùng. Nói như thế mới thấy được việc xây dựng nội dung cho khuyến mãi cũng có vai trò đáng kể để giúp doanh nghiệp khác biệt hóa bản thân. Phóng sự sau đây sẽ cho thấy cách mà doanh nghiệp tạo dấu ấn trong lòng người tiêu dùng qua chương trình khuyến mãi như thế nào. Ở thành phố Hồ Chí Minh, một chuỗi cửa hàng ẩm thực đã từng tung ra một chiêu khuyến mại vô cùng độc đáo, hôn môi miễn phí 100% hóa đơn. Hình thức khuyến mãi độc đáo lần đầu tiên xuất hiện đã giúp cửa hàng trên gây ấn tượng mạnh và được đông đảo khách hàng biết đến. Điều này chứng tỏ khuyến mãi không chỉ là một hình thức kích cầu mà còn là một cách thức thông minh để quảng bá thương hiệu đến khách hàng một cách nhanh nhất. Ban đầu thì cũng không biết, nhưng mà do là bạn gái của em giới thiệu tới thì cũng muốn đi thử cho biết. Kính thưa quý vị, thời gian gần đây xăng liên tục tăng mạnh khiến rất nhiều người dân băn khoăn lo lắng. Và nắm bắt được nhu cầu này, một doanh nghiệp đã nhanh chóng đưa sản phẩm xăng vào trong chương trình khuyến mãi của mình.
Dù là doanh nghiệp viễn thông, không liên quan nhiều đến xăng xe, nhưng FPT đã tận dụng sự biến động của giá xăng để thu hút khách hàng. Chiêu bán hàng nói trên cho thấy tính sáng tạo và tinh tế của FPT khi nhận thấy giá xăng tăng giá, gây ảnh hưởng khá nhiều đến nhu cầu sinh hoạt, mua sắm hàng ngày của các gia đình. Nói chung thì lần đầu tiên mình gặp cái chương trình này thì thật sự là lúc đầu là không tin được, nghĩ là trò đùa thôi, nhưng mà mình nghĩ là nên có thêm những chương trình lạ như thế này thay vì những chương trình khuyến mãi thông thường khác. Thì chiến lược của FPT Shop cả trong ngắn và dài hạn ấy, là luôn luôn mong muốn mang lại những cái chương trình thiết thực nhất cho người tiêu dùng cũng như là cho các khách hàng của mình. Nhiều khách hàng ấy là đã bày tỏ cái sự ngạc nhiên cũng như là thích thú với một cái chương trình mặc dù là nghe thì có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà là khách hàng đánh giá là ý tưởng tương đối là lạ và độc này. Đó là câu chuyện tại Việt Nam. Còn trên thế giới đã có không ít những công ty luôn luôn tìm cách tung ra những độc chiêu của mình trong việc khuyến mãi để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, từ đó tạo nên dấu ấn trên thị trường. Một hãng xe hơi tại Houston, Texas đã miệt mài trung thành với chiêu bán xe hơi với giá chỉ $10 trong 6 năm nay. Và mỗi lần như thế, có hàng trăm nghìn người tham gia chiến đấu để giành giật những chiếc xe có giá chỉ bằng một chiếc bánh hamburger. Phần lớn trong thời gian qua, các doanh nghiệp Việt Nam mình khuyến mãi, nó chạy theo sự khuyến mãi của đối thủ cạnh tranh. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn ra một cái cách rộng hơn ở những công ty thế giới, người ta làm những khuyến mãi như thế nào. Cái cách khuyến mãi nó tạo điều kiện, nó sự sáng tạo để cho cái truyền thông, chúng ta truyền thông để thu hút cái khách hàng. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta truyền thông và để thu hút khách hàng thì có cái cách để chúng ta dễ dàng truyền thông, có những thông điệp để chúng ta dễ dàng truyền tải. Khuyến mãi ngày nay dường như trở thành mũi nhọn trong những hoạt động marketing của nhiều doanh nghiệp. Với sự thay đổi của thị trường, nhiều công ty đã nhanh chóng bắt kịp xu hướng, tung ra những hình thức khuyến mãi độc lạ để khách hàng tò mò, chú ý, qua đó mang lại nhiều hiệu quả kinh tế thương mại. Động thái này cho thấy, những doanh nghiệp Việt đã dần bắt kịp xu hướng của thế giới, có sự sáng tạo và có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài một cách công bằng. Trong tuần qua, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chứng kiến những hoạt động kinh doanh sôi nổi của các doanh nghiệp. Mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý sau đây. Trong tuần qua, gần 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tham gia Ngày hội Quốc tế Thực phẩm Chức năng Việt Nam năm 2015. Đây là ngành tiêu dùng đã và đang thu hút hơn 3.600 doanh nghiệp trên cả nước tham gia kinh doanh và có tốc độ tăng trưởng từ 9 đến 10% một năm. Tại hội chợ lần này, gần 300 gian hàng đã trưng bày giới thiệu hơn 2.000 mặt hàng đến với khách tham quan. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển hoạt chất sinh học Việt Nam được đánh giá là nhà cung cấp sản phẩm có uy tín trong số những đơn vị tham gia. Tại hội chợ, công ty giới thiệu với khách tham quan các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, nâng cao sức đề kháng cho người dùng và đặc biệt là sản phẩm mật ong Champa. Nếu mà muốn nói về một quy hoạch phát triển thì chúng ta phải nói đến cơ hội và thách thức. Cơ hội của chúng ta là gì? Tức là nhà nước muốn là các nhà khoa học phát triển mạnh cái công nghệ sinh học là một cái công nghệ nền tảng để phát triển phần chức năng. Đất nước ta hơn 4.000 loại thực vật, hơn 400 loại động vật, hơn 50 loại rong tảo để có thể làm được phẩm chức năng. Cái nguồn nguyên liệu chúng ta rất là phong phú. Người tiêu dùng chúng ta là có trình độ dân trí cao hơn và người ta quan tâm đến hơn sức khỏe. Bên cạnh đó, công ty cũng giới thiệu sản phẩm tỏi đen Lạc Việt với nhiều công dụng cho sức khỏe của người tiêu dùng. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục phát triển những sản phẩm hướng đến người tiêu dùng trên nền tảng liên kết với các cơ quan đầu ngành của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam để nhận chuyển giao công nghệ, thực hiện hóa các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, qua đó nghiên cứu ra sản phẩm mới. Thời gian qua, ngành y tế cả nước đã chứng kiến nhiều dự án y tế mang ý nghĩa thiết thực và có năng lực hoạt động cao được xây dựng. Một trong những tên tuổi đang được quan tâm trong việc thực hiện đầu tư vào thị trường Việt Nam là tập đoàn Bác Ái, đơn vị đầu tư y tế lớn nhất Trung Quốc. Bác Ái là một trong những tập đoàn y tế lớn mạnh nhất trên thế giới, với thế mạnh đầu tư y tế, quản lý bệnh viện và dịch vụ điều trị lâm sàng. Đến nay, tập đoàn đã có 14 chi nhánh trên toàn cầu và thành lập hơn 100 bệnh viện có quy mô lớn với hơn 20.000 nhân viên. Để tăng cường hoạt động chăm sóc sức khỏe đến với nhiều người bệnh hơn, tập đoàn đã mở rộng dịch vụ y tế của mình đến các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Hiệu quả điều trị là điều mà đội ngũ y bác sĩ và người bệnh quan tâm nhất, bởi vì chúng tôi đã có 10 năm kinh nghiệm lâm sàng trong việc thực hiện những kỹ thuật tiên tiến như dao lạnh, cây hạt phóng xạ hay điều trị ung thư không phẫu thuật, từ đó giúp cho nhiều bệnh nhân kéo dài được tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thế mạnh của tập đoàn Bác Ái là sự kết hợp giữa tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm và tính nhân văn thành một thể thống nhất hướng đến lợi ích của người bệnh. Bên cạnh đó, tập đoàn thường tổ chức các chương trình giao lưu học thuật với Tổ chức Y tế Thế giới, Bộ Y tế và các bệnh viện, trung tâm nghiên cứu, trường đại học để không ngừng hoàn thiện các ưu thế của mình.
tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nhịp cầu doanh nhân kỳ tới phát sóng vào lúc 10 giờ 10 phút sáng thứ Bảy trên kênh HTV9. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email nhịp cầu doanh nhân@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt.